Anh chừng nào anh lấy em. Cái này là anh lấy em chứ em không có lấy anh. Đúng rồi, rất là dễ. Anh chừng nào anh lấy em. Em thích bao giờ anh cưới là anh cưới à? Bao giờ là bao giờ, em không có thích chờ đợi nhiều. Anh đánh nhanh hỏi chậm mà 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng phải có thời gian cụ thể vậy đó. Em không có thích bao giờ, em chờ đến bao giờ. Thẳng thắn rồi đi, đúng rồi. Thẳng thắn rồi đi. Bao giờ? Ok. Bao giờ? Cuối năm, cuối năm. Ok. Cuối năm. Dạ. Em theo anh về Dinh ha. Dạ, ok. Ừ. Đẹp mấy đứa. Cái này thì em quyết định được. Ít nhất là phải 3 chị. 3. Anh Cộng Dinh thì cũng sao? Quyết định chứ, rồi em quyết định đâu có được. Trời đổ môi. Đổ môi cho rồi. Khoan khoan em. Anh tặng em cuốn sách này. Dạ, em cảm ơn. Em đọc.